ta bóng xin được chia cho Quân Quân. Thắng lại trở về cho Văn Liên. Có lẽ là làm khó mình vừa rồi. Hữu Hòa đang có bóng. Minh Đương cầm được xíu cho cơ rồi là đã trở thành bảy hậu vệ rất chắc. Văn Dương truyền cho Trung Hiếu. Trung Hiếu không được rồi. Đây là Văn Dương. Ra thi đấu ở những pha bóng sệt rất tốt. Đoàn Quân Học, Trần Trung Hiếu, không được. Pha đá bóng tốc 2-1 qua cơ. 2-1. Quốc Hoa, Hồ Quốc Hoa. Đi thắng trên đường vô 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 làm gì đấy? Vô trên đường xin lên! Không được. Lúc này đang tạm thời